Cũng rất vui hôm nay được chia sẻ với anh. Sau một thời gian anh học nhà đầu tư đề xuất rồi thì anh đã lãnh hội được những kiến thức gì và cái danh mục đầu tư của anh được thay đổi như thế nào? Trước tiên là cảm ơn chị GFB đã có một cái xếp cho mình một cuộc nói chuyện một trao đổi chi vậy. Cá nhân mình vốn cũng là một nhà đầu tư theo trường phái giá trị, mình cũng đã có kinh nghiệm khoảng 3-4 năm rồi. Đó thì tuy vậy thì khi mà tham gia cái lớp học này đó thì mình cũng thấy nó có năm giá trị, tức là thứ nhất là nó củng cố cái kiến thức của mình, mặc dù mình đã biết nhưng mà cái khoa học này nó hoàn thiện thêm cái kiến thức của mình và nó cho mình một cái niềm tin là nhỏ, mình cảm thấy tin hơn, có niềm tin hơn đối với cái phương pháp này. Và cũng một cái lợi ích cũng rất là quan trọng nữa, đó là qua lớp học thì mình được chia sẻ một số những cái cổ phiếu tốt, và sau khóa học thì mình có thực hiện tái cơ cấu danh mục, điều chỉnh một tí, và danh mục của mình hôm nay thì nó tốt hơn. Vậy là cái tốt hơn mà nó đã tăng lên theo cái kỳ vọng này được bao nhiêu phần trăm? Nó cũng có tăng đó, nhưng mà bởi vì cái chiến lược của tôi là tôi mua dự. Do vậy mình cũng chưa hiện thực hóa, nhưng mà mình tin là cái danh mục mới nó tốt hơn danh mục cũ và nhỏ và nó có tiềm năng tăng trưởng tốt. Vừa anh cũng đã tham dự luôn cả cái lớp mà bí mật đầu tư tuyệt vời, thì anh sẽ tự tin hơn và có những trải nghiệm gì để chia sẻ cho họ. Đó là cái lớp cũng rất hay. Bởi vì tôi nghĩ là khi mà mình phân tích một doanh nghiệp thì có hai cái nguồn thông tin quan trọng mà mình cần phải phân tích. Thứ nhất đó là những cái thông tin về tài chính, và thứ hai đó là những cái kế hoạch của doanh nghiệp, triết lý kinh doanh, vân vân. Thì cái đó thì nó thể hiện trong cái bản đồ điện này. Và điều gì tâm đắc nhất là sau cái lớp học đó anh trải nghiệm và anh chia sẻ những điều đó? Tôi nghĩ nó là một cái khoa học khá hay, và cái mà tôi muốn nhắn nhủ đến những người mà nghiêm túc trong cái việc đầu tư thì nên học những lớp ít nhất là lớp cơ bản, đó là tôi tin là nhờ được kiểm soát có nhiều cái. Chúc mừng anh. Chúc anh gần như là sớm tự do tài chính, đạt được những cái mục tiêu mà anh mong đợi, và anh có thể chia sẻ được cái kiến thức này với nhiều người, đặc biệt là những người thân và những người đồng nghiệp của anh. Và chúc anh thành công nhiều hơn. Cảm ơn anh.